Chúng ta tiếp tục làm bài 2 này. Tạo class kiểm thử sử dụng ngoại lệ nhỉ. Ba loại ngoại lệ là gì? Test, expected, exception nhỉ. Rule và gì? Try catch. Ta định nghĩa một class tên là person nhá. Định nghĩa tên và tuổi. Đấy chứ nhỉ? Và kiểm tra nếu như mà nó tuổi nhỏ không thì chúng ta ném ra một cái ngoại lệ là gì? Illegal nhỉ. Argument exception nhá. Nào, ta viết đây. Đầu tiên viết cái lớp này trước này. Và tạo một cái dự án mới. File new Java project. Đặt tên là lab32. Ok. Finish. Bạn có add lại cho thầy cái build path vào như nhỉ? Add hai cái này vào đây. Ok. Sau đó tạo một cái lớp mới đặt tên là person. Ôi, viết sai rồi. Sai. Rồi, ta khai báo tên và tuổi như nhỉ? Đúng chưa? Tên này, string này, name, ok. In, đúng nhỉ? Tuổi, đúng nhỉ? Public này, person, truyền vào gì, in name và gì, cho là in name được, string name đúng không, và in s nhỉ, z.name bằng gì, z.name. Ok. Tên và tuổi. Nhưng mà có thêm một cái là kiểm tra tuổi nhỉ? Tức là kiểm tra nếu như tuổi nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn không thì ném ra ngoài lệ đúng chưa? If. Đúng không? Đây nếu tuổi nhỏ hơn không này thì ném ra ngoài lệ này. Chúng ta có này. If này. Tuổi nhỏ hơn không là gì? Chưa? Thì chúng ta sẽ ra một cái ngoại lệ đúng chưa? Đúng chưa? Thế thôi. Ở đây ta ném cái ngoại lệ là gì? Illegal nhá. Đây này. Rất nhiều argument exception này. Ok. Đấy. Thì nó sẽ ném ra cái ngoại lệ đó. Xong. Bây giờ ta mới tạo một class test. Tên là test person đúng không? Rồi. Class test person này chúng ta sẽ dùng 3 phương pháp test nhỉ. Phương pháp thứ nhất là gì? Đề xuất exception. Đấy là chúng ta dùng như sau. Tức là chúng ta sẽ có A còng như vừa làm xong đó nhỉ. Có 3 phương cách này. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ dùng gì? Đây A còng đâu nhỉ? Đây là A còng test nhỉ? Bạn dùng cách bình thường, đây là cách try catch rồi. Cách try catch đây rồi nhỉ? Cách try catch này. Thứ hai là cách chúng ta sử dụng cái expected nhỉ? Illegal argument exception vừa làm xong nhỉ? Và cách đầu tiên là chúng ta sử dụng gì? Quy tắc nhỉ? Tức là gì? Exception nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng theo 3 cách liền nhé. Ví dụ đầu tiên này chúng ta sẽ sử dụng này. Quy tắc đầu tiên. Quy tắc rule này. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng đấy là dạ. Đấy.
chưa? Đó. Đây là chúng ta định nghĩa quy tắc, đúng chưa nhỉ? Còn khi xảy ra ngoại lệ chúng ta mới thực hiện việc đó, public này. Bây giờ mới có test này. Yeah, public. Void thì test gì đây nhỉ? Test person đúng không? Test đi. PS đấy được. Rồi. Nào, bây giờ ta tạo đối tượng mới là gì? Person đúng không? PS bằng new gì? New person. Đúng chưa? Thế trường hợp này, ví dụ như bạn name là gì? Đặt là gì? Nguyễn Văn A. Chưa? Tuổi là một số trừ 1 đi. Tuổi này chắc chắn chọn 0 rồi. Ví dụ thằng nào nó nhập trừ 1 đúng không? Đó. Rồi ok. Thế thôi. Thì chắc chắn là cái này nó sẽ xảy ra gì? Ngoại lệ đúng không nhỉ? Khi bạn đặt là trừ 1 thì nó sẽ xảy ra gì? Xảy ra ngoại lệ đúng không nhỉ? Vậy xảy ra ngoại lệ đúng là chúng ta phải gì? Đề xuất một cái exception đúng không nhỉ? Đấy, như vậy ta phải đề xuất một cái exception như sau. Ta sẽ có exception này. Chấm gì? Đúng chưa? Expect nha. Đề xuất một cái class tên là illegal nhỉ? Ok. Argument exception.class. Đấy, đây là cách chúng ta đề xuất. Đây chính là class đề xuất nhé các bạn nhé. Đây là class này. Đề xuất. Đó. Thì đây là cách test số mà số 2, đây là cách chúng ta dùng gì? True nhá. Ok. Nào, bây giờ quay trở lại cách test số 1. Chúng ta lại tạo thêm một cái class test nữa để test số 1 đúng không nhỉ? Để thời tách là 3 file để chúng ta dễ hình dung nhé. New này. Nha. Test person nữa này. Test person 1 đi nhá. Thế lúc này chúng ta sẽ sử dụng gì? A còng test chứ nhỉ? A còng test. Nha. Và chúng ta expect chứ nhỉ? Illegal. Nha. Hoặc là A đây ta định nghĩa luôn cái này đúng không nhỉ? Xong bắt đầu ta định nghĩa luôn một cái kịch bản test này, public này, void nhỉ? Test PS1 nha. Mở ngoặc đóng ngoặc. Bây giờ ta tạo một cái mới là person nha. PS1 bằng new person. Bạn truyền cho đây là gì? Trần Văn B. Tuổi là gì? Trừ 2 nha. Đương nhiên bạn test được tại vì chúng ta đã đề xuất rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Đó là kịch bản thứ gì? Thứ 2. Ok. Hoặc là chỗ này bạn có thể dùng illegal gì? Argument exception được đúng không? Chúng ta có thể dùng là illegal argument exception. Được đúng không? Rất nhiều cái có thể giúp chúng ta. Ok. Illegal argument exception này nha. Rồi, đó là cách gì? Cách thứ hai nhá. Cách thứ ba là ta sử dụng try catch. Đấy chứ nhỉ? Cách thứ ba này, file new này, class này, bạn dùng là gì? Test person 3. À, 2 đi. Chúng ta sử dụng try catch. Ok chưa? Tức là chúng ta try cái gì? Catch cái gì? Try. Yeah. Yeah. Đấy, try catch này. Ôi sao nó bị này.
Tức là chúng ta sẽ có cách chỉ sử dụng gì? Try catch đúng không? Try catch thì khá là đơn giản nha. Bởi vì cái này chúng ta đã gì quen với cách chúng ta làm try catch rồi đúng không? Đấy là try này. Và gì? Chỉ ra catch nhỉ. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện việc là a còng test. Nhỉ. Public này. Test person EPS3 đi nhỉ. Bây giờ mới try catch void này. Nào. Các bạn đừng gõ hết nhá, bởi chúng ta phải add cái này vào mới được. Chúng ta try này. Ok. Và chúng ta sẽ sử dụng gì? Nhỉ? Tức là gì? Sai nếu thực hiện gì? Hàm này. Yeah. Chúng ta sẽ có person PS3 bằng gì? New person truyền vào Vũ Văn C, truyền vào tuổi là gì? Trừ 2 đi. Chấm phẩy nhỉ. Yeah. Và chúng ta sử dụng cái này nhỉ. Yeah. Đúng không? Đấy. Như vậy ta sử dụng cái hàm này đúng chưa? Sai nếu thực hiện hàm này. Ok. Và cuối cùng là catch thì chúng ta dùng gì? Illegal exception thôi đúng không? Catch thì chúng ta nếu mà cụ thể hơn ta dùng illegal argument exception nhỉ. System.out.print. Chưa? Là e chấm gì get gì? Message. Đó, đây là ba cách chúng ta chỉ sử dụng nhé. Đây là cách này là cách sử dụng try catch này, ok. Cách này ta sử dụng gì? Cách này là sử dụng cái expected đúng không? Cách này là sử dụng gì? Argument, sử dụng cái rule nhé. Có ba cách sử dụng đây rồi. Ok, muốn test thì ta có thể chạy các cách thôi đúng không? Ví dụ thế đúng không? Test person này đúng không? Đúng chưa? Chạy xanh chưa? Xanh rồi đúng không? Rồi xong. Đó là gì? Ba cách